tôi. Đầu tiên xin mời. Một câu hỏi từ anh Thành ở Tiền Giang. Anh đang rất muốn cần một máy nhưng không biết tìm sản phẩm ở đâu. Khi bạn mua máy, có rất là nhiều nơi có thể bán cho bạn. Để đảm bảo được uy tín và chất lượng cao, các bạn có thể lựa chọn những nơi như là cửa hàng Lotus Center chúng tôi. Các bạn hãy đến tham khảo trực tiếp tại số 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10. Đó là cửa hàng Laptop Sattai. Các bạn có thể nhìn, đây là logo chính thức của cửa hàng. Trên website của chúng tôi, laptopsattai.shop.com, có thể hiện hơn 200 mẫu sản phẩm để chúng ta có thể lựa chọn. Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua hai hotline, đó là 090-3344-188 và 0908-115-124 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí. Khi mua hàng, bạn sẽ được thấy sản phẩm đi kèm với thùng và bộ sạc pin chính hãng, để tránh mua phải những sản phẩm kém chất lượng từ bên ngoài. Các bạn hãy hết sức cẩn thận khi mua hàng. Và đây là bộ sạc chính hãng của Asus. Như vậy nhé. Một câu hỏi khác từ chị Nhi ở Long An, thì bên sản phẩm bên mình có hỗ trợ trả góp không anh? Chào chị Nhi. Hiện tại shop có một chương trình hỗ trợ trả góp từ ngân hàng HD. Khi mua hàng, chị chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân và bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân hộ khẩu, sẽ được làm việc tại cửa hàng. Người của ngân hàng sẽ hỗ trợ chị mua hàng trả góp, miễn là chúng ta trên 20 tuổi. Nếu như bạn dưới 20 tuổi thì bạn phải đi kèm với người thân để được bảo lãnh. Câu hỏi từ anh Toàn Phan Thiết, thì sản phẩm bên mình được bảo hành bao lâu ạ? Tất cả sản phẩm sách tay thông thường tại shop bảo hành là 6 tháng rồi còn kính. Riêng đối với những sản phẩm chính hãng còn mới chưa khui thì sẽ được bảo hành theo chế độ của hãng là từ 1 đến 2 năm. Vậy nhé. Cảm ơn shop ạ.